Xin chào các em, cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các em trong khóa học sinh học lớp 10 của trang web olm.vn. Tế bào nhân thực. Các em thân mến, ở những video trước chúng ta đã được tìm hiểu về nhân tế bào chất cùng với các bào quan khác nhau đúng không nào? Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về màng sinh chất, các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất nhé! Năm 1972, hai nhà khoa học là Singer và Nicholson đã đưa ra mô hình cấu trúc của màng tế bào, được gọi là mô hình khảm lỏng hay khảm động. Trên đây, các em có thể quan sát thấy mô hình này. Vậy, hai thành phần cơ bản cấu tạo nên màng tế bào là gì? Chính xác, đó là phospholipid và protein. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cụ thể về từng thành phần này nhé. Trước hết là phospholipid. Các phân tử phospholipid được giữ với nhau tạo nên lớp màng nhờ các tương tác kỵ nước giữa các phân tử. Do vậy, phân tử phospholipid trong cùng lớp không cố định tại một vị trí mà luôn di chuyển. Ước tính một phân tử phospholipid di chuyển từ đầu này tới đầu kia của một tế bào mất khoảng 1 giây. Lớp kép phospholipid có cấu trúc lỏng lẻo, nhờ đó các phân tử protein màng dễ dàng di chuyển và các tế bào cũng dễ dàng biến đổi hình dạng khi cần. Thành phần tiếp theo của màng sinh chất đó là protein màng. Các protein của màng sinh chất được chia thành hai loại, protein xuyên qua lớp kép phospholipid được gọi là protein xuyên màng. Còn những protein liên kết với phía ngoài của một lớp phospholipid được gọi là protein bám màng. Protein màng thì có một số chức năng như sau: vận chuyển các chất qua màng, xúc tác, cấu tạo nên thụ thể tiếp nhận các tín hiệu và truyền tin tế bào, tạo nên các đặc điểm nhận diện đặc trưng cho từng loại tế bào. Một số có chức năng tạo nên các mối nối kết hợp giữa các tế bào với nhau. Số khác lại có chức năng neo giữ, kết nối protein màng với bộ khung bên trong tế bào hay mạng lưới protein bên ngoài tế bào. Vận dụng những thông tin vừa rồi, các em hãy giải thích xem tại sao màng tế bào lại có cấu trúc khảm động. Chúc mừng các em đã trả lời đúng rồi đấy. Tính khảm là do các phân tử protein có thể nắm xuyên màng hoặc bám màng. Còn tính động là do sự chuyển động của các phân tử phospholipid và protein trên màng. Bên cạnh đó, trên màng sinh chất còn có các phân tử carbohydrate liên kết với protein hay liên kết với lipid, tạo thành glycoprotein hay glycolipid, đóng vai trò làm tín hiệu nhận biết, tham gia tương tác và truyền thông tin giữa các tế bào. Ngoài ra, tế bào còn có thể điều chỉnh độ linh hoạt của màng sinh chất bằng cách chèn thêm các phân tử cholesterol ở tế bào động vật hay sterol ở tế bào thực vật vào giữa lớp phospholipid, cũng như thay đổi thành phần của axit béo trong phân tử phospholipid. Nhiệt độ cũng làm ảnh hưởng tới mức độ ổn định của màng tế bào. Vì vậy, nhiều sinh vật thay đổi thành phần lipid của màng nhằm đảm bảo cho màng tế bào vẫn hoạt động bình thường trong điều kiện nhiệt độ môi trường bị thay đổi. Ví dụ, cá sống ở châu Nam Cực thì thành phần axit béo của màng sinh chất chứa nhiều gốc không no, còn cá sống ở vùng nhiệt đới thì chứa nhiều axit béo no. Vì nhiệt độ ảnh hưởng tới mức độ ổn định của màng tế bào, nên sự khác biệt về thành phần axit béo trong màng tế bào của cá sống ở vùng nóng và vùng lạnh giúp đảm bảo màng tế bào vẫn hoạt động bình thường trong những điều kiện môi trường khác nhau. Do vậy, các em thường nghe những nhà dinh dưỡng luôn đưa ra lời khuyên rằng nên ăn cá thường xuyên, đặc biệt là cá sống ở vùng nước lạnh, ví dụ như cá hồi, bởi vì cơ thể của chúng chứa những axit béo không no có lợi cho sức khỏe tim mạch. Với cấu trúc như vậy thì màng tế bào sẽ đảm nhận những chức năng gì? Các em hãy tìm hiểu và cho cô biết nhé! Đúng rồi, màng tế bào có chức năng quan trọng trong việc duy trì sự sống ở cấp độ tế bào. Có thể kể ra một số chức năng chính của màng như sau: ngăn cách phần tế bào chất với môi trường bên ngoài, đảm bảo cho cấu trúc tế bào cũng như môi trường bên trong của tế bào không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi của môi trường. Tiếp theo đó là kiểm soát các chất ra vào tế bào theo cách có thể điều chỉnh số lượng, tốc độ các chất ra vào tế bào theo nhu cầu. Nói cách khác, màng tế bào có tính thấm chọn lọc, chỉ cho những chất nhất định ra vào tế bào. Một chức năng khác đó là tiếp nhận thông tin từ môi trường và truyền tín hiệu vào trong tế bào, nhờ đó tế bào có thể đưa ra các đáp ứng thích nghi với điều kiện của môi trường.
Bên cạnh đó, màng tế bào còn quy định hình dạng tế bào phù hợp với chức năng của chúng. Không những thế, màng tế bào còn có các glycoprotein đặc trưng cho từng loại tế bào, có vai trò là dấu hiệu nhận biết các tế bào của cùng một cơ thể cũng như tế bào của cơ thể khác. Với thông tin vừa rồi, các em hãy trả lời câu hỏi tương tác sau đây. Tại sao khi cấy ghép mô từ người này sang người kia thì cơ thể người nhận có thể xảy ra hiện tượng đào thải mô được ghép? Chính xác, trên màng sinh chất có các dấu chuẩn, có bản chất là glycoprotein. Chúng có khả năng nhận biết tế bào lạ của cơ thể khác, do đó cơ thể sẽ tiến hành đào thải các tế bào của mô được ghép. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ cùng nghiên cứu đó là các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất, bao gồm thành tế bào, chất nền ngoại bào và mối nối giữa các tế bào. Trước hết là thành tế bào. Đây là một thành phần có cấu trúc vững chắc, chỉ xuất hiện ở tế bào thực vật, nấm, không có ở tế bào động vật. Cụ thể, ở thực vật, thành tế bào được cấu tạo từ phân tử cellulose, ngoài ra còn có thêm pectin và protein, còn ở nấm, thành tế bào lại từ chitin. Nhờ có cấu trúc vững chắc nên thành tế bào có chức năng quy định hình dạng và bảo vệ tế bào. Như vậy, ở thực vật và nấm có thành tế bào giúp định hình tế bào. Vậy còn ở động vật thì sao? Nó sẽ được giữ ổn định nhờ cấu trúc nào? Chính xác, đó là chất nền ngoại bào. Đây là cấu trúc phía ngoài của tế bào do chính tế bào động vật tiết ra đấy. Nhìn vào hình ảnh này, các em có thể thấy rõ cấu trúc của nó đúng không nào? Bao gồm phân tử proteoglycan kết hợp với sợi collagen. Trong đó, phân tử proteoglycan được hình thành nhờ protein liên kết với carbohydrate. Các em tiếp tục quan sát và trả lời câu hỏi, chất nền ngoại bào có sự kết nối với khung xương tế bào hay không? Các em đã trả lời đúng rồi đấy. Chất nền ngoại bào nối với khung xương tế bào qua protein màng là integrin. Chính nhờ sự kết nối này, chất nền ngoại bào có thể điều khiển hoạt động của các gen bên trong tế bào và kết dính các tế bào cạnh nhau. Nhờ vậy mới tạo thành mô và các tế bào trong cùng một mô mới có thể phối hợp hoạt động với nhau. Nội dung cuối cùng đó là mối nối giữa các tế bào, bao gồm mối nối kín và mối nối hở. Ở mối nối kín thì các tế bào được ghép sát với nhau bằng các loại protein đặc biệt, khiến cho các chất không thể lọt qua được khe hở giữa các tế bào. Ví dụ, ở tế bào niêm mạc ruột của người thì mối nối kín giữa các tế bào không cho các chất đi qua khe hở giữa hai tế bào mà buộc phải đi qua màng sinh chất. Nhờ vậy, tế bào có thể chọn lọc được những chất cần thiết, tránh hấp thu những chất có hại. Còn mối nối hở hay còn được gọi là mối nối truyền tin. Nhờ có mối nối này mà các tế bào của mô được ghép với nhau bằng các cấu trúc tạo nên các kênh cho phép tế bào truyền cho nhau những chất nhất định. Các tế bào thực vật được ghép nối với nhau bằng mối nối được gọi là cầu sinh chất. Cầu sinh chất cho phép tế bào liên thông với nhau, nhờ đó tế bào có thể chuyển đổi các chất cho nhau. Vận dụng thông tin vừa rồi, các em hãy trả lời câu hỏi. Tại sao khi một tế bào thực vật bị nhiễm bệnh thì bệnh sẽ nhanh chóng lan truyền cho tế bào khác và toàn bộ cơ thể? Đúng rồi, giữa các tế bào thực vật được nối với nhau bằng cầu sinh chất. Do đó, tác nhân gây bệnh sẽ dễ dàng lan truyền từ tế bào này sang tế bào khác và toàn bộ cơ thể một cách nhanh chóng mà không cần đi qua màng tế bào. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong về cấu trúc của tế bào nhân thực. Có thể thấy, ở tế bào nhân thực thường có các thành phần như nhân, tế bào chất chứa các bào quan, màng sinh chất và các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất đúng không nào? Tuy nhiên, ở một số tế bào nhân thực vẫn có lông và roi. Ví dụ, các tế bào niêm mạc khí quản, niêm mạc mũi đẩy được dịch nhầy ra khỏi đường hô hấp nhờ hoạt động của lông dung. Hay tinh trùng của động vật và người có roi giúp chúng di chuyển để thụ tinh cho trứng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thông qua tìm hiểu, các em cần ghi nhớ về màng sinh chất và các cấu trúc bên ngoài màng sinh chất như thành tế bào, chất nền ngoại bào, mối nối giữa các tế bào. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh Học Trực Tuyến OLM nhé!
Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.